Không, không. Thầy có gì là trong thầy thầy gì đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới, nơi tam bảo để vân giữ hành theo, cho được sự lợi ích. Bạch qua đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới. Chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới. Nơi tam bảo, để vân giữ hành theo, cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Bạch qua đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới. Chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới. Nơi tam bảo, để vân giữ hành theo, cho được sự lợi ích lần thứ ba. Cho được sự lợi ích lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ân cung cao thượng. Ngài là bậc ân cung cao thượng. Được chân quả chân biên tri. Được chân quả chân biên tri. Do Ngài tự ngộ. Do Ngài tự ngộ. Không thầy chỉ dạy. Không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cung cao thượng. Ngài là bậc ứng cung cao thượng. Được chân quả chân biên tri. Được chân quả chân biên tri. Do Ngài tự ngộ. Do Ngài tự ngộ. Không thầy chỉ dạy. Không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cung cao thượng. Ngài là bậc ứng cung cao thượng. Được chân quả chân biên tri. Được chân quả chân biên tri. Do Ngài tự ngộ. Do Ngài tự ngộ. Không thầy chỉ dạy. Không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Xin quy y Tăng. Con đem hết lòng thành kính. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Xin quy Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Xin quy Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính. Con đem hết lòng thành kính
Xin quy tăng lần thứ nhì. Xin quy tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính. Con đem hết lòng thành kính. Xin quy Phật lần thứ ba. Xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính. Con đem hết lòng thành kính. Xin quy Pháp lần thứ ba. Xin quy Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính. Con đem hết lòng thành kính. Xin quy Tăng lần thứ ba. Xin quy Tăng lần thứ ba. Đó gọi là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Quy dạ, xin dân. Dạ, xin dân. Con xin vâng giữ điều học. Con xin vâng giữ điều học. Là của ý tránh xa. Là của ý tránh xa. Sợ sát sanh. Sợ sát sanh. Con xin vâng giữ điều học. Con xin vâng giữ điều học. Là cố ý tránh xa. Là cố ý tránh xa. Sợ trộm cắp. Sợ trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học. Con xin vâng giữ điều học. Là cố ý tránh xa. Là cố ý tránh xa. Sợ tà dâm. Sợ tà dâm. Con xin vâng giữ điều học. Con xin vâng giữ điều học. Là cố ý tránh xa. Là cố ý tránh xa. Sợ nói dối. Sợ nói dối. Con xin vâng giữ điều học. Con xin vâng giữ điều học. Là cố ý tránh xa. Là cố ý tránh xa. Sợ dễ vui uống rượu. Sợ dễ vui uống rượu. Và các chất say. Và các chất say. Chư thiền tinh nên thở trì ngồi giới này chứ được trong sạch phải răng vẫn giữ hành theo cho đến trọn đời không nên dễ vui. Tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dữ giới. Tất cả chúng sanh được giàu sang cũng nhờ dữ giới. Tất cả chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dữ giới. Bài ca cây nên chư thiện tinh về ráng tỏ trị dự luật cho được trong sạch không nên để lâm nhờ. Như việc giới của gì trong sạch rồi, khi mà giới trong sạch rồi, thân trong sạch, lời nói trong sạch, việc tâm chuyển hướng về vị thần, thân tâm ở chung với nhau. Nguyện là không suy nghĩ chuyện quá khứ trong thời thiện và không suy nghĩ chuyện tương lai trong thời thiện, đó là chánh tinh tấn. Rồi tu là định, giới bây giờ định, định là tâm không suy nghĩ mà tâm ở đang sống ở trong thân. Tâm là hay biết, thân không hay biết, đất nước là do mà không có biết, nhưng mà tâm biết, tâm biết là biết ở trong thân. Cái tâm nó có cái sự hay biết. Như vậy khi mà quý vị ngồi hồi hôm xưa nói là chú tâm niệm mũi hoặc chú tâm niệm bụng, tâm ở mũi ở bụng rồi nó hay biết. Hay biết cũng như là ở mũi biết thở vô thở ra, rồi cảm giác nơi trên môi á, dưới môi, trên môi có cảm giác căng hoặc chứa động vật rung và cảm giác nóng lạnh. Thế quý vị để tâm lên đây, đó là để tâm lên môi. Khi quý vị chú tâm lên bụng á, thì nó có sự hay biết. Khi nó ở nó bụng, nó ở bụng. Rồi chánh niệm, chánh niệm, trí nhớ đó, chánh niệm, ghi nhận theo. Thì ở đây luôn luôn một cái thiên liên có thở vô thở ra, thì khi thở vô thở ra có sự chuyển động nơi bụng, rồi trí nhớ gì theo dõi. Khi bụng phồng à, trí nhớ vì sẽ có một đặc tính thôi, nó biết khi phồng, và khi thở ra bụng nó xẹp, nó biết là xẹp. Không theo dõi mỗi một chỗ thôi, cứ chú tâm nơi bụng để cảm nhận được sự chuyển động của bụng. Căng căng, rồi co lại. Hãy quý vị niệm theo. Khi mà trạng thái của bụng căng, quý vị niệm là phòng. Phòng A là cái trạng thái của bụng nó căng. Căng hết, tự động nó co lại, nó xẹp.
Tôi quy niệm sải bà, chữ A là tiếng tiếng đệm, bằng không vừa phải niệm nhiều nó mệt, cũng như là phòng hoặc sẹp mà vì chạy phòng à, rồi sẽ bảo theo tiếng trên của phòng và sẹp, và trí nhớ từ trên luôn luôn theo dõi cùng với tâm và theo dõi sự chuyển động của bụng, một sự chuyển động về hết lòng phòng mà không suy nghĩ ra sẽ bà. Khi phòng mà sẽ bà có sự biết, cái đó là cái bằng cái trí tuệ, giống như cái sự biết đặc biệt lắm mà. Cũng như máy yên lặng bắt đầu nó bắt rồi, bắt được hình rồi. Rồi phòng mà sẽ có sự biết nó bắt được, nó kêu sự tỉnh thức. Tỉnh, nó sẽ thấy có sự chuyển động và tâm hay biết rồi. Rồi trí nhớ này, nó nói theo thôi, trí nhớ rồi tâm một lượt, phòng mà sẽ và rồi chỗ tâm á, kêu là hay biết đó, nó tỉnh thức, không quên, cái nghĩa là tỉnh giác, tinh tấn, tâm hiện tại, niệm tỉnh giác, thì cái này kêu là tỉnh thức, tỉnh giác, cái này là cái nhớ, cái gọi là pháp bảo. Hồi nãy vị Phật rồi, pháp bảo thân tâm, vị thân á, kêu bằng sắc pháp, tâm là danh pháp, hai này nè, pháp bảo, pháp, vì vậy Đức Phật cho quy y pháp, nghĩa là mình phải được, không có mất. Như vậy nè, có biết, giờ biết á, biết là mình á, biết về, biết được sự chuyển động, đó là tâm, hai biết, như vậy vị sẽ thấy hai cái. Thấy được danh pháp và sắc pháp, như vậy mới là vị pháp. Và cứ thấy hoài, cứ thấy tập, nó không mất, vì hiện tại nó không có mất. Cứ hiện tại hoài, mà hiện tại nó sanh lên, nó diệt sanh lên. Đó là cái đặc tính của tam tướng vũ trụ thôi. Như vậy vị mới thấy được thần tâm. Cái chữ này là minh. Nếu minh à, thì sống, mà không biết là chết. Thì chỗ này là thập nhị nhân duyên. Nếu của mình thì không có hành, không có tham, không có sân, không hành, không tham, sân, không có thức đi đầu thai, không thức đi đầu thai, không có lục căn, không có lục căn, không có xúc, không có xúc, không có thọ, không thọ, không ái, không thủ, không thủ, không hữu, tự nhiên không có sân, không già, không đau. Như vậy mình loại trừ bất thiện pháp. Bây giờ đã kêu bằng không làm điều ác, quý vị thọ giới với nó rồi, làm những việc thiện là quý tu đó nha, tu giới, tu định đó, trao dồi tâm giới được trong sạch, quý thấy tâm mà tâm ở trong hiện tại và một giây không buồn không lo đó, đó gọi là sự tỉnh thức của tâm mà, tỉnh thức hay là biết à, cái nghĩa của biết, thật cái biết cái này đâu gọi là mình. Thế khi mà có mình tự nhiên sự sanh tử luân hồi nó sẽ mất nhà. Vậy đâu bây giờ cố gắng làm sao cố gắng được một cái phòng cho rõ, một cái xẹp cho rõ, một phòng cho rõ, giống như thấy được, thấy biết đó rõ là mình, cũng như chụp hình đó, chụp cũng như thành ra không phải chụp một cái khoa học là làm thành máy quay phim. Máy vi mình có thấy tiếp tục cái cảnh nó sống động vậy đó, dù cái cảnh nó đâu hồi nào nó quay lại nó đẹp đó. Vậy thì quý vị hết lòng tâm ở trong thân, quý vị sẽ thấy pháp bảo Phật á, mình cứ niềm tin luôn luôn ở trên đầu, nhưng mà pháp phải thấy á, cho nên gọi là quý vị Phật, quý vị pháp, và quý vị thấy pháp á, bắt đầu cái tăng á, cái niềm tin mạnh chính là cái tâm của mình rồi, mới gọi là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Pháp bảo là đối tượng của mình, và Tăng bảo là đối tượng của mình, mới gọi là Tam Quy Không Có Đức. Vậy đó, vậy đây quý vị hết lòng, rồi bắt đầu vào thiền. Yeah.
được. Dạ xin xin các Phật tử vui lòng ớt mua bộ, tại vì khi đang hành thiền mà nó gọi có nhiều người ta sẽ dịch mà. Khi suy nghĩ niệm điều, suy nghĩ đó gọi là niệm tâm. Và hết suy nghĩ quý trở về với thân, theo dõi phong, theo dõi sẹp. Không theo ảo tưởng, sự suy nghĩ quá khứ tương lai thì phải loại trừ. Tâm trở về với thân và cái chánh niệm, theo dõi sự hay biết của tâm ở nơi bụng, cảm giác giãn ra coi lại đó là cái tâm, nó kêu sự tình giác và sự tỉnh thức của tâm. Tinh tấn là sự cố gắng theo dõi tâm ở nơi bụng, có sự hay biết chuyển động căng hay đông rung, đó gọi là thân thức biết căng hay đông rung.
luôn luôn có sự tỉnh thức. Đó là tâm tỉnh, cảm giác được sự chuyển động của gió ở nơi bụng. Nếu cảm giác thấy chuyển động căng, chuyển động rung, đó là gió. Suy nghĩ sẽ trở về với thân. Có cảm giác gì trong thân, quý vị chú tâm, các quý vị niệm, nếu đau thì niệm đau, đau mà không suy nghĩ, à, đó là đầu gối hoặc là lưng đau, đầu gối đau, chỉ chú tâm chỗ đau, quý vị niệm đau, đau, đó là thọ quán niệm xứ, niệm thọ. Tâm ở trong thân bây giờ của ngày hôm nay, bây giờ của phút này, bây giờ của giờ này. Suy nghĩ niệm, và nếu đau nhất niệm đau hoặc nhất. Và trở về với hơi thở.
luôn luôn tỉnh thức, không quên đang ngồi và không quên đang theo dõi gió về mặt phong đại, sự chuyển động ở trong thân. Suy nghĩ niệm đau nơi nào thì chú tâm để ý, chỉ biết đau 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 là thọ đau nhất bất cứ nơi nào ở trong thân. Niệm đau đau vật nhất nhất đó là thọ. Hồi biết đang hồi, đó gọi là tỉnh giác hay là tỉnh thức. Giờ sư sẽ chỉ quý vị như thế nào là đi thiền. Hồi nãy đang ngồi thiền đó, ngồi một chỗ vậy gọi là ngồi thiền. Thiền là không suy nghĩ, biết tâm ở trong thân. Hai biết, trí nhớ đó, niệm, có cơ sở hai biết. Như thế nào hai biết đó là tâm? Tai hai biết âm thanh, đó là hai biết, đó là tâm. Mà mắt này hai biết màu sắc, đó là tâm. Và chân niệm, theo dõi, thấy. Đó là chánh niệm đi chung với tâm trở thành tỉnh giác. Thấy không có suy nghĩ, thấy không suy nghĩ, nghe không suy nghĩ, nghe. Đó là kiểu sự tỉnh thức. Thì tối nay nó không có buồn không lo trong lúc mà tâm đang sống.
với mắt, trong lúc tâm đang sống với tay, và trong lúc tâm đang sống trong thân, đụng, gió rô cảm thấy, phong, xẹp. Như vậy là phương pháp kiểu tình thức hay là tình giác. Tinh cần hướng tâm trở về hiện tại. Niệm, đưa ra tình thức, tình giác. Đó là bát chánh đạo. Giới có rồi, hồi nãy rồi. Định, thấy được thân, thấy được tâm. Đó kêu bằng chánh kiến. Ngồi, biết tâm phóng, đó là chánh kiến. Không mở mắt, biết. Cái nghĩa biết là minh. Tâm phóng, niệm. Khi niệm, suy nghĩ đó là niệm. Đó là tứ niệm xứ. Cái niệm nó có nhiều loại niệm. Hồi nãy niệm giới. Nè, niệm giới. Tại chùa, lại Phật, niệm Phật. Một niệm mà. Rồi thở giới là kêu niệm giới. Bố thí, niệm bố thí. Cái này kêu một tứ niệm xứ. Loại trừ tham sân si ra khỏi tâm của mình. Kêu bằng tứ niệm xứ. Niệm. Niệm bắt đầu nó thấy đang niệm, theo dõi thân, theo dõi tự nhiên, chỉ quên một chút là tâm đi mất liền. Rồi bắt đầu thấy suy nghĩ, niệm suy nghĩ, niệm tâm liền. Rồi khi suy nghĩ thì niệm nào mất à? Vì chánh niệm là ánh sáng, chánh niệm là sự tỉnh thức nhắc mắt. Rồi trở lại đây, ở đây, bắt đầu đau chân, đau lưng, thọ. Nó có trong thân này thôi. Nhưng mà khi thở thì chỗ nào niệm đau, nhức, mỏi, ngứa, đó gọi là niệm thọ. Như vậy đôi khi cố gắng đừng xoa, đừng đổi, nhưng vì mình che không thấy cái tâm tướng, vô thường tướng, nó thay đổi, ôi tôi thường, nè, như vậy nó che, khổ nào tướng, ôi tôi không có đau, nó che vô thường, tê khổ, thành ra có bạn hà. Tôi đi, tôi đứng, tôi nằm, như vậy mình không thấy được tam tướng, mà không thấy tam tướng, không thấy như thế nào gọi là bốn trừ thật, khổ như thế nào mà không thấy được. Rồi tiếng chết chịu à, cho nên cái khổ cái nó rồi, ngồi vậy, tự nhiên bật khổ vậy, huống chi người ta đau thật, rồi bắt đầu ra hết. Cho nên khổ, Đức Phật đó, khổ đế, rồi tập đế, dược đế, đạo đế. Như vậy khi ngồi thiền phải thấy khổ, mà không phải khổ sanh già đau chết, thấy khổ thay đổi này nè. Theo dõi hơi thở, rồi đừng thấy, bắt đầu thấy tâm thay đổi, thấy cảm thọ thay đổi, chứ nó đều sanh diệt hơn nữa. Như vậy nếu vì làm sao tâm tịnh, là yên lặng, chỉ chánh niệm làm việc thôi, bát chánh đạo. Tâm ở trên bát chánh đạo, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng hồi nãy, nguyện thọ giới rồi, giới trong sạch, tâm ở trong thân, và bắt đầu đi. Chánh tinh tấn hướng tâm trở về, rồi chánh niệm theo dõi tâm, theo dõi hành trình của đời sống, thở vô đang sống, thở ra đang sống, bằng không sống trong hiện tại, ảo tưởng thôi, kéo đi quá khứ đó là một sự luân hồi, nó cứ gặp mình, già đó chết không ra khỏi, rồi có những con bạn ngã không thấy sự thật. Không thấy được sự thật mà Đức Phật Ngài nói tứ diệu đế đó, khổ thật, mình không thấy khổ. Ngồi thiền á, mình không thấy khổ, làm sao mình giác ngộ, sanh khổ, giàu khổ, đau khổ thật. Và mình có một cái định kiến, ôi thường vui của tôi, thường vui của tôi. Khi nào mất cái định kiến, thấy vô thường khổ, vô thường không còn gì nữa, cái gì thay đổi khổ, cái gì thay đổi khổ, bắt đầu nó đưa tới một cái chánh kiến, thay đổi khổ đó, thọ thay đổi khổ đó, tâm suy nghĩ thay đổi khổ, bắt đầu thấy thay đổi khổ, thấy thay đổi khổ,
Thế nếu mà có sự thay đổi, thấy cái khổ, thấy khổ đó kêu bằng chánh kiến. Thay đổi khổ, thay đổi, rồi bắt đầu nó buông. Cái trạng thái tâm làm thinh là kêu một tỉnh thức. Tỉnh thức thì cái này nó loại trừ ảo tưởng sai. Bắt đầu nó thấy sự thật, giới tuệ suy nghĩ. Đâu có bản ngã, thay đổi khổ, thân thay đổi khổ, cảm giác thay đổi khổ, tâm thay đổi khổ, bản ngã đâu. Thầy chỗ này bắt đầu cái linh hồn bản ngã mất lần lần. Rồi nếu mà tham sân si bắt đầu mất, thấy tâm nó bắt đầu nó thường, không ai chi phối nó thường, ai làm chủ nó, nó ở trong mắt nó xong mà. Đừng có thấy ai biểu nó được, ở trong tay nó nghe, đừng có nghe ai biểu nó được, cái gì nó cũng nghe hết, nhưng mà không buồn, không lo, trong nghe, không buồn, không lo, trong thấy, cái trạng thái của như thế nào thấy thay đổi, hoặc biết tâm không thay đổi. Đó là tuệ suy nghĩ thôi. Mà đi tới. Đi tới cũng như là học chứ. Lớp 1 hiểu, lớp 2 hiểu, cứ hiểu tới, hiểu thấy, thấy. Đời ta học tới đại học á, có sự hiểu biết nhiều, nhưng đó kêu bằng tuệ thế gian này, là tâm thế gian, phàm tuệ, quyển ngồi á, do giới, do định, do huệ kêu thanh tuệ, tuệ của mà Đức Phật dạy, kêu bằng thanh tuệ. Như vậy hai cái trí tuệ, thanh tuệ loại trừ tham sân si, và loại trừ tham si, tự nhiên già đau chết bắt đầu mất. Đó là kêu bằng thanh tuệ. Học từ lớp 1 tới lớp 12 tới đại học, đó kêu bằng tuệ ở đời thế gian, tâm thế gian, tâm xuất thế gian, ra khỏi đau, ra khỏi gió, ra khỏi vọng tưởng, kêu bằng cái tuệ ra khỏi thế gian, kêu bằng pháp luân, đi theo con đường của Đức Phật, ra khỏi và đau chết. Đó là cái ngồi đã biết như vậy, ngồi thiền. Bây giờ sư đi thiền cho quý vị thấy vài phút thôi, mà quý vị có thể áp dụng trong đời sống quý vị, mà quý vị có thể lan hỏi được. Có nhiều cái cách đi, hai ba thứ, tiếng không có thì giờ nhiều á, nhưng quý vị cố gắng nhớ, rồi lần lần để nhớ thôi. Bây giờ sư chỉ quý vị một cách đi thiền. Cái cách thứ nhất là được cách thứ nhì, cách thứ ba. Giờ sư chỉ quý vị cách thiền thứ nhất gọi là đi thiền. Ngồi thiền, thiền là không suy nghĩ, theo dõi chuyển động tâm suy nghĩ, đọc niệm suy nghĩ là mất. Đau, niệm đau, thấy đau, chuyện đau nó ở đó thôi. Đau là thọ thôi, ở chỗ đó thôi. Vậy là không phải tai đau, không phải chân đau. Nếu mà tai đau, chân đau là phải đi bất, đó là thọ. Cảm giác, vì ngồi quý thấy cảm giác. Nào, đó gọi là mình sắc tuệ, ngồi quý thấy bằng trí tuệ quan chiếu, khen tuệ quán. Bây giờ đi thiền, muốn đi sư phải có ý muốn, kê bằng cái nhân, muốn đi thì phải đứng, rồi mới đi được, phải niệm, tất cả niệm hết không bỏ. Hồi nãy niệm thân, theo dõi phòng, theo dõi xẹp, niệm tâm. Bây giờ sư muốn đi là tâm muốn, ta phải niệm tâm. Muốn đi. Rồi, trước khi đi phải đứng, như phải niệm đứng trước. Như vậy đã đứng. Như vậy gọi là niệm tâm, đứng. Rồi tự nhiên cái gió tự động đã sanh rồi đó. Một cái thiên liêng của nó, thành gió ở chừng,
Do được, đứng được. Rồi, đây gọi là đứng. Nếu vậy quý vị đứng ra nên niệm đứng thôi. Với một vài nghi thân này, hồi nãy ngồi á, một vài nghi mà ngồi không quên á, đó phải bằng ngồi thiền. Và đi không quên á, mới gọi là đi thiền. Bây giờ sư cái tay dùng được không? Bấm được. Bây giờ sư đi thiền, sư chỉ cho quý vị ba cách đi thiền. Một có kêu tỉnh thức, tỉnh giác, niệm tỉnh giác đi. Cái căn mình làm việc hết rồi, mắt mở rồi, tai nghe tự động được cái điều nhân duyên, mở mắt là thấy rồi. Như vậy phải không suy nghĩ? Thường thấy đó suy nghĩ, nghe được không? Thấy rồi, thấy à, rút nhất mắt rút nhất thấy, không suy nghĩ à, một niệm hoặc niệm hai niệm thấy, chú tâm tay, cam thanh không, chú tâm. Nếu mà bất cứ tiếng gì, tiếng xe, tiếng ho, tiếng gà, tiếng chó, tiếng gió nghe, rồi một cái niệm, được á, cái đó thân đi à, mới được động, đi động rồi, động như vậy chị thấy thôi nghe, động không suy nghĩ à, muốn đi đó bây giờ đi à, chị thấy thôi à, nghe động chân như vậy sẽ nhắc từ chánh niệm, cái gì cũng như là chánh niệm nó xét cái lai vậy đó, xe nó chạy vì có máy bắt đầu cái tim nó chạy chuyện này chị thì nó bắt đó. Mà cái pháp chỉ nó làm một cái thôi, tâm pháp vừa thấy vừa nghe vừa đủ luôn, đó là tâm mà, đó gọi là đi thiền một cách à, như là bây giờ quý niệm là thấy vậy đó, nghe động không nghĩ, thấy à, nghe đó động, thấy nghe động, đứng được xoay cũng thấy nghe động, không nghĩ, không ảo tưởng, thấy nghe động, thấy nghe đứng động à, thấy để nghe đứng động, không suy nghĩ làm sao khắc phục được, không suy nghĩ, không cho ảo tưởng, trong lúc mà đứng thì thấy không, không suy nghĩ cho kịp, thấy chú tâm liền, tâm thanh, quan tâm coi nó bắt thiên nhiên nhân duyên, mặt thì thấy tai nghe thanh tịnh, tâm thấy tai nghe thanh tịnh, đó tới mà một cái phương pháp đi là đi làm việc thôi, là đi từ nhà tới cục tới đường đi đó thôi, không suy nghĩ 3-4 phút thiệt, không có giờ nhưng không lẽ mà không thiệt, từ nhà khóa cửa được lo gì nữa, rồi chỗ làm ăn chưa tới cái đường đi tù à, mới là thấy nghe ngồi động ngồi lái, thấy nghe ngồi động, thấy nghe ngồi lái, cứ như vậy không có chuyên nghiệp, cứ vậy có sức mạnh của tâm à, một thiền này vậy à, không niệm kêu niệm thầm á, niệm vô niệm, nhưng mà trong ai biết thức à, biết mắt tay những cơ thần đang một cái cách à, sư nói họ 5 phút thôi, 1 phút thực hành bắt đầu cái gì đấy giống như tivi nó chụp không phải rồi, thấy một cái sóng động, một sự sống, một sự tỉnh thức, thấy Đức Phật là sống quán thân trong thân à, tinh cần tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ô trong cuộc đời mình, tâm ta đang sống ở trong thân làm việc à, đó là thân. Bây giờ Đức Phật dạy là vì thực cuộc sống quán tâm trong tâm, tinh cần tinh giác,
đại chánh là tham ông công tâm là thấy, thấy rồi thấy, rồi thấy rồi thấy, thấy. Rồi Đức Phật dạy vị từ vô sống quán pháp trong pháp, tinh thần tỉnh giác chánh niệm, đại chánh ngự tham ô ở trong pháp, màu sắc ánh thanh, màu sắc ánh thanh không thương không ghét, rồi là nó quán pháp rồi. Một thiên nhiên mặt không đôi, màu sắc, màu sắc âm thanh, âm thanh mà không thương không ghét, đó gọi là loại trừ buồn lo trong cuộc đời trong đang sống. Nhiều vậy đó là tỉnh thức á, kêu tỉnh thức. Đây một loại là sống tỉnh thức. Loại thứ hai để khắc phục tâm ở trong rút đi không có niệm đến. Như vậy đến từ 1 tới 10, 1 tới 5, rồi 1 tới 6, rồi 1 tới 7, 1 tới 8, 1 tới 9, 1 tới 10. Như vậy đến thì để tâm không suy nghĩ. Nào để suy nghĩ nó buồn nó lo, không cho suy nghĩ. Bằng cách đếm, đếm gì? Đếm số. Mà đếm tới 10 thôi. Trước cái đếm 1 tới 5. Rồi khi 1 tới 5 rồi 1 tới 6 phải thấy hai chân đi, đi hai chân mặt bước trai bước. Như vậy mà nếu mà chân mặt á 1 tới 5 thì cái 1 tới 6 phải là chân mặt. 1 tới 7, 1 tới 8 phải là chân mặt. Như vậy cái lẽ, cái chẳng, cái lẽ, cái chẳng ở trong 1 chân. 1 tới 10, 1 tới 10 cứ như vậy. Như vậy cái tâm nó không có lo, không có buồn được. Đó là một phương pháp đi, đi định không suy nghĩ. Bây giờ tôi đi cái gì đây nè, tôi lấy chân mặt á để số 1, mà thấy tay 5, mà thấy 6 cùng chân mặt á, và chân trái 1 tới 7, 1 tới 8 cùng chân trái, và tay 10 lùi ra lại thì 1 tới 5. Ví dụ này, đây là chân mặt á, 1 này ha, rồi 2 3 4 5 thì 1 2 3 4 5 6 nó ra. À, hồi nãy 1 tới 5, 1 tới 6 thì nó. À, bây giờ tôi quay lại đó. Chân trái này. Này, này, 1 này ha. 2 3 4 5. Hồi nãy tôi nếu mà đếm 1 tới 6 à, thì 1 tới 1 tới 5, 1 tới 6, cái này 1 tới 7. À, tôi đếm lại nè. Giờ 1 tới 7 ha nè. 1 này 2 3 4 5 6 7 ha. À, rồi sẽ đi ra nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 nó hồi nãy 7 nó. Cái này 9 à ha, 10 nó. 1 này 2 3 4 5 6 7 8 9 à. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Không suy nghĩ. Không suy nghĩ. 1 tới 5 nó, 1 tới 6 nó, 1 tới 7 nó, 1 tới 8 nó, 1 tới 9, 1 tới 10 nó. Đi 1 phút, 2 phút, 3 phút đi, không suy nghĩ. Đó là cách 2. Bây giờ cách thứ 3. À, đi thương có cung là ma chứ. À, mặt, bước à. Trái, bước à, cuối cùng vậy. Mặt bước, như vậy theo dõi sự chứng đồng, chứng đồng là gió. À, à, mặt bước à, để nhớ thôi. Tôi bắt để nhớ chuyển động, chuyển động là gió. À, mặt bước à, trái bước à. Cứ nhớ ở trên này có cái chuyển động là gió thôi, cái gió là chuyển động. Như vậy cứ gì ta là kinh nghiệm mà. À, mặt bước à, trái bước à, mặt bước à, trái bước à, cứ như vậy mặt bước à. Nhưng mà không có quan cái sự chuyển động, vì chuyển động là gió, và không quan khi mà đạp chân xuống nó có cái động lực nào đó.
Như vậy trong này là thân, là đất nước, là gió. Nó hiện như vậy. Mà cứ đi như vậy à. Mà cứ cái đi bình thường. Nhưng mà tâm ở nơi chân. Tâm ở mắt, ở nơi chân. Ở mắt chỉ 20% thôi. Ở tay 20. Như vậy nó nghe không? Không rõ, thay không rõ. Nhưng mà cái chân đó, ở rõ nó có chân. Người nó chuyển, nó chuyển, chuyển. À, chuyển, 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 chuyển. Nó làm việc. À, như quý vị có không có đi rồi. Đi hồi nãy thì phương pháp cũng là nói xin. À, mà phương pháp này, ta ngồi một tiếng, đi một tiếng, ngồi một tiếng, đi một tiếng. Này, bắt đầu là đường thiền, thiền, thiền. Ngồi cũng thiền, đi cũng thiền. À, rồi, cứ đi nữa, có ba cách nữa. À, đi thì đi bình thường. Nè, mà bước ra cứ không suy nghĩ, tâm ở nơi chân. À, hai biết chuyển động, hai biết động, đó là tâm. Mà cái chánh niệm bên trên này, chánh niệm là sở hữu trí tuệ, cứ theo dõi à, chuyển động, chuyển động một cách. Cách thứ hai, cái tâm vẫn còn suy nghĩ. Bây giờ một bước, hai niệm, dở. Hồi nãy thứ mặt bước rơi bước thân. Giờ tâm không còn đi thôi, dở à, không suy nghĩ được. Rồi đạp một bước hai niệm, rồi dở nè. Đã, bác đã không suy nghĩ nổi. Dở nè, nó thấy tâm vẫn còn suy nghĩ. Cho nó niệm một bước ba niệm, dở nè. Rồi bước nè, đạp. Rồi dở nè, bước nè, đạp. Nó không suy nghĩ nổi. Và nếu nó vẫn còn suy nghĩ, niệm một bước à, sáu niệm. Muốn dở à, thế bắt đầu dở. Muốn bước à, bắt đầu chậm 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 chậm. Giống như người bệnh. Người bệnh đang đi giải phẫu rồi sợ đau. Mà bắt đầu đi chậm chậm vậy. Là vì như vậy nó bị đau, tôi phải đi chậm chậm không đau. Như vậy đừng cho đau tâm. Tôi phải đi chậm chậm dở. Bằng không nó tâm có buồn, có lo chưa khỏi. Nó bắt đầu dở nè. Muốn dở, rồi dở. Rồi muốn bước à, bước à. Ông đạp đạp à, nhưng không có suy nghĩ nổi. Đó là cái cách đi mà ba cách như vậy. Nhờ quý vị lãnh hội được phương pháp nào, thì quý vị dùng một phương pháp pháp thấy nghe đi động, thấy nghe đi động như vậy. Như vậy thì lý thuyết để quý vị tập đi lành về. Bây giờ quý vị có thể đứng dậy đi được. Rồi tới giờ chiều thì bây giờ 10 giờ 40 phút rồi, quý vị đi đứng cho nó giảng, bằng không không ngồi. Ngồi thiền quý vị biết rồi, quý vị đi thiền như thế này. Rồi nếu quý vị không rõ đêm nào tới buổi chiều đó, trên pháp quý vị nói sư giải thích thêm. Vậy thì chúc quý vị luôn luôn tiến hóa trên con đường giải thoát. Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Với người già đó không đi được, cái ngồi dậy thấy giờ đó thấy nghe ngồi đụng, thấy nghe ngồi đụng vậy đó thôi tập. Bằng không á, không tập bây giờ đó, rồi tới già đó này, cái tâm nó có vật thực, mẫu là vật thực bây giờ thì vật thực này là không nguy hiểm, còn vật thực cũ của nó đó như thế nào, vật thực mới, vật thực cũ, cái tâm cái suy nghĩ là vật thực mới đó, sanh tử luân hồi. Bây giờ người già đó mắt mờ tai điếc, sức này yếu, không đi được, không làm việc được, tâm suy nghĩ tương lai cái như bế tắc rồi, không suy nghĩ được tương lai, bắt đầu cái gì không có niệm, không có sống bây giờ thấy không biết, nghe không biết, bắt đầu nó biết chuyện quá khứ, vật thực không còn, buồn lo chi phối một cuộc đời, nhắm mắt tắt hơi thở đi đâu buồn nó kéo đi về. Như vậy
phương pháp Đức Phật dạy như vậy đó, dạy luôn luôn là sống. Sống bây giờ người già vì thế không? Người đó, nếu không biết sống trong thân đó, thì rồi nguy hiểm, nó an vật thực cũ à, là một cuộc đời của nó có thể vui không, phải chết đó, không có chuyện gì vậy. Vì thế mấy người già đôi khi nói chuyện quá khứ không à, nó có biết chuyện tương lai mà nói chuyện quá khứ rồi. Rồi đôi khi mấy con cháu nó bực á, nó cứ nói vài nói chuyện rồi không có nhớ, không có nghĩ chuyện tương lai nha. Như vậy để mà biết tu theo tiếng già thì thấy gì thôi, tâm thân à, cho biết động à, biết động rồi tâm biết động thấy động. Và nếu đau á, nếu đau ở chỗ đó thôi, thân đau mà tâm không đau, tâm vì không nghĩ là tay là chân mới ra được đau là ở chỗ đó thôi. Cái đau Đức Phật dạy một vị Bà La Môn là kiếp trước á, là cha của ngài 500 kiếp á. Rồi ông già đó, ông già ông đi thăm Đức Phật á, thân mật lắm. Và Đức Thế Tôn còn giờ làm sao Đức Thế Tôn thuyết cho con một thầy pháp để con thương thầy. Đức Phật nói Na Ca La Bát Tha, thầy Na Ca La Bát Tha cố gắng sống thân đau mà tâm không đau. Thân đau á mà tâm không đau là tốt quá rồi. Ông nghe được, ôi thân đau mà tâm không đau, phát sanh hỷ lạc. Trong khi mà Đức Phật nói này, thân đau mà tâm không đau, ông mừng. Đức Tôn con hiểu do giả, ông đi ra thì đang là gặp ngài Xá Lợi Phất, ông mừng. Rồi Xá Lợi Phất nói Na Ca La Bát Tha đi đâu? Ôi hồi nãy tôi gặp Đức Phật. Đức Phật nói sao? Ôi tôi gặp Đức Phật mà làm sao không gặp ngài, thì ngài luôn luôn ngài chỉ dạy. Rồi ngài Xá Lợi Phất vậy Đức Phật cái dạy sao? Ôi Đức Phật nói là thân này đau mà tâm đừng có đau. Vậy là Xá Lợi Phất là một vị trí tuệ hỏi thế, vậy như thế nào là thân đau mà tâm không đau? Ông không nhớ. Ngài nói ơi không biết làm sao, ngài nói tôi hiểu mà đó là bây giờ tôi không biết không thích. Vậy thì ngài biết, ngài chỉ cho tôi đi nè. Ngài Xá Lợi Phất ngài mới chỉ tiếp cái quán thôi. Quán là kêu về quán đó, bán nhân viên ngồi vì thế thay phòng xẹp à, không xẹp lát thấy tâm nó suy nghĩ, nếm suy nghĩ này giờ ngồi thấy bắt đầu nó đau à, ta thấy vi niệm đó thấy đau, không nhớ là thân, không nhớ là tai, không nhớ là chứ bắt đầu đau chỗ đó thôi, đau rồi tâm làm thân rồi đau chánh niệm à, đau nó niệm đau đau thân thức đâu có suy nghĩ. Đau chỗ này thì tai mất rồi, nhưng cảm giác có, cảm giác một điểm nào đó, đau ở chỗ đó thôi. Đâu có tôi đau, đâu có chân đau, vậy đâu có tâm, đâu có buồn, đâu có đau tâm. Thế đó là Đức Phật dạy tỉnh thức, tỉnh giác. Tâm niệm đau, đau, chỗ đó thôi. Đó kêu bằng tỉnh thức, chánh niệm tỉnh thức. Nhưng mà bây giờ phải tập niệm khi còn khỏe, cho để tới già rồi ra hết niệm kịp rồi không có nhớ, để mình trí nhớ, để mình chánh niệm. Mình chỉ nhớ có nhiều thứ chánh niệm, niệm Phật một niệm này, các niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Bố Thí, niệm Trì Giới, niệm Chư Thiên, đó là niệm thường, niệm thấp mà. Rồi niệm tứ, niệm xứ, niệm để mình giải thoát, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp ở trong bát chánh đạo, đường đi là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm này chánh niệm, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp để giải thoát điều kiện đau khổ ở trong thân, ở trong thọ, ở trong tâm, ở trong tất cả. Đang kêu một tứ niệm xứ. Vậy quý vị lãnh hội được một phần nào không? Quý vị tập mà trong ngày hôm nay, vậy quý vị đi cứ thấy đi bình thường rồi, số 1 thấy
xe đi đồng, thấy nghe đi đồng. Nếu mà đứng thấy nghe đứng đồng, nếu ngồi thấy nghe ngồi đồng, thấy nữa nghe ngồi đồng. À, rồi 5 phút rồi kế quý vị muốn đi cách nào quý đi, đi số 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Một lẽ là một hay chẳng cũng cùng cái chương đó, một lẽ một chẳng cũng cùng chương đó. Như vậy có hai cái chuyện đó. À, mà đến tới 5 thì 1 2 3 4 5 rồi, 1 2 3 4 5 6 lên từ 1 tới 5, từ 1 tới 6, từ 1 tới 7, từ 1 tới 8, từ 1 tới 9 một cách. Thì một cách thứ ba sẽ nói là đi biết là đi thôi, mặt bước, trái bước, mặt bước, trái bước, rồi dở đạp, dở đạp, dở bước đạp. Đó cách đi, đã đi thiền đó. À, vậy thì vì áp dụng đời sống mình chỉ ngồi đi thôi. Nếu mà không tập thì luôn luôn là ảo tưởng. Ai không vậy à, không sống trong hiện tại ai thì ảo tưởng đang luân hồi, buồn đó lo, nó dẫn tâm chúng ta, dẫn đi đào thai một kiếp mới, đào thai một kiếp, để ngoại trừ tổng diệt đó, diệt tận nguồn gốc đau khổ chạy trước lúc bây giờ rồi. Quá khứ không có làm gì được, tương lai không, ngày mai không làm, chưa tới, hôm qua đã rồi, bây giờ của ngày hôm nay, bây giờ của ngày nay, đó là phương pháp của Đức Phật dạy. Tứ niệm xứ là như vậy. Mô Phật, chúc quý vị được an vui. Và con đặt kinh hòa nữa.